Vâng, Khang Minh GPL. Xin chào toàn thể các bác cùng toàn thể quý anh em nhé. Bây giờ đang là buổi trưa ngày 20 tháng 10. Khang Minh GPL tranh thủ làm thêm một clip tiếp theo. Đó chính là test chất âm cặp loa full đôi 4 tấc dòng từ thường cao cấp nhất của hãng GPL. Model 4733X. Cặp loa cập bến Khang Minh GPL ngày hôm kia. Về cùng với nó là cặp 4733A và cặp 925. Cả 3 cặp loa đều đạt độ đẹp rất cao được Khang Minh GPL tuyển chọn kỹ lưỡng nhập về shop để cung cấp cho toàn thể quý anh em, toàn thể các bác. Những bác nào có nhu cầu những model khủng như cặp 4733X này có thể liên hệ tới số máy của Khang Minh GPL để được tư vấn và hỗ trợ cũng như nắm bắt thông tin chi tiết nhất của cặp loa nha. Model này phù hợp với những nhà bác nào có không gian phòng khách rộng cũng như nhà sân vườn, hoặc các bác có thú chơi chất chuyên nghiệp, chất pro của GPL, có thể để ý đến những model full đôi 4 tấc hoặc 3 tấc mà Khang Minh GPL vẫn thường xuyên tuyển chọn và cập bến nhằm cung cấp cho các bác, cung cấp cho những quý anh em có nhu cầu hoặc những quý anh em đi làm sự kiện. Sau đây Khang Minh GPL sẽ một lần nữa tiến lại gần cặp loa này để toàn thể các bác cùng toàn thể quý anh em xem và ngắm nhìn về ngoại thất rất đẹp của cặp loa mà Khang Minh GPL đã tuyển chọn về shop. Loa tuyệt đẹp luôn các bác. Và loa còn rất thơm các bạn. Đặc trưng của loa Mỹ. Và cũng là đặc trưng của nguồn hàng công. Thường thường nguồn hàng này về hàng loa Mỹ còn rất thơm. Còn các nguồn hàng khác thì đa số là loa không còn mùi thơm đâu các bác ạ. Cặp 4733A thì ngoài kia Khang Minh GPL vẫn chưa cho nó vào trong shop. Và đây cặp 925 các bác. Loa tuyệt đẹp luôn. Và đây là cặp 4731A. Những mặt hàng mà được Khang Minh GPL tuyển chọn đạt độ đẹp rất cao, cập bến shop, cung cấp cho toàn thể quý anh em xa gần và toàn thể các bác. Đây là một chiếc nữa. Khang Minh quay qua giới thiệu qua những sản phẩm, những cặp loa rất khủng và đẹp hiện đang có trên shop. Và đây là ba cặp full đơn Bát 40, hai cặp Yamaha model dòng sản xuất tại đất nước Mỹ, loa đẹp như mới. Và cặp ở giữa là cặp 4725A. Quý anh em cùng các bác xem loa tuyệt đẹp. Vậy toàn thể quý anh em và các bác quan tâm đến những sản phẩm pro mà Khang Minh GPL tuyển chọn và cập bến thường xuyên để cung cấp cho các bác và quý anh em, có thể liên hệ tới số máy của Khang Minh GPL trên tấm biển này nhé, và địa chỉ trên đây ạ. Hoặc có thể theo dõi đăng ký kênh của Khang Minh GPL để nắm bắt được những sản phẩm cập nhật sớm nhất Khang Minh đưa lên kênh. Sau đây xin mời toàn thể các bác cùng toàn thể quý anh em đeo tai phone. Khang Minh GPL sẽ chọn một ca khúc nước ngoài. Vẫn là ca khúc mà Khang Minh GPL thường xuyên test trên cặp 4733X này. Về test chất âm thì chúng ta lên nghe 1 đến 2 ca khúc thôi thì sẽ cảm nhận được chất âm khác nhau của từng cặp loa. Chứ chúng ta không lên mở liên tục nhiều ca khúc khác nhau. Như vậy nếu mà mở như vậy thì nghe và cảm nhận chất âm rất là khó. Xin mời các bác đeo tai phone và quý anh em bắt đầu nghe nhạc thưởng thức qua cặp loa 4733X này nhá. We'll be right back.
một chất âm quá hay, nó dày dặn, sâu thẳm, từng tiếng bác, từng lốt nhạc, rõ nét, từng nhạc cụ. Các bác quan tâm liên hệ tới số máy của Khang Minh JBL trên tấm biển này và địa chỉ của Khang Minh JBL trên đây nha. Khang Minh JBL xin dừng video tại đây. Hẹn gặp lại toàn thể các bác cùng toàn thể quý anh em ở những video lần sau nhé.